Dạ, xin mến chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, hôm nay là ngày 16 tây tháng 4 năm 2024. Em có sưu tầm về được 4 phô mai xù rất là đẹp, rất là VIP và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã ủng hộ cho em clip hôm qua nha, rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Và hy vọng clip này, bốn cây này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ mau lẹ. Địa chỉ tàu lạc của em ở tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m chú anh chị. Và số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của em nha. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gõ lên Bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân của em ạ. À, rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. À, và cây số 1 đầu tiên là cây mai sù. Sù 100%. Sù trực lắc cô chú anh chị. Sù mà không còn chỗ để sù nha. Sù quýp bìm quýp luôn. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Sù từ dưới gốc dài lên tới ngọn, tới đỉnh luôn cô chú anh chị. Sù 100% luôn cô chú anh chị, cốt cành giót ngọt nha. Cây có một cái cành, cành số 1 nó biểu diễn rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, nếu mình chơi thì cây lá rất là đẹp nha, hàng đáng cho cô chú anh chị sưu tầm ạ. Sù mà cốt cành rất là đẹp cô chú anh chị, mấy này cốt cành không cô chú anh chị. Cây em bao cho cô chú anh chị là sạch sẽ không thẹo dít nha. Quá đẹp cô chú anh chị. Em quay từ trên dài xuống thôi cho cô chú anh chị xem nha. Cái nước sù quá đẹp luôn. Sù chảy sù rin 100% cô chú anh chị. Sù mà không còn chỗ để sù luôn. Rồi em cho anh xin cái thông số nha. Chiều cao là 85. Dạ chiều cao 85 ạ. À, đường kính bầu 55. Đường kính bầu 55. Cái bát đế nở em đo 2-3 thông số cho chú chị tham khảo nha. Sát đây là 58. Đây, nằm trên cấu rễ là 58 hoành ạ. Hoành hoành chuẩn là 51. Hoành chuẩn 51 ạ. Đây, chú chị nha, 51 hoành ạ. À, ờ xích đó thì gọi 2-3 vị trí đi. Đây vị trí này cũng 51. 51 hoành rồi chú anh chị. Là tuốt trên chi số 1 nha. Bây giờ em đo thêm một khớp khoảng này cho anh đi. Tuốt trên đây đi. Hơn nửa cây luôn. Đây vị trí này là 44. 44 hoành rồi chú anh chị. Cốc cạnh chi số 1 của em ơi. Cốc chi số 1 là 15. Cốc chi số 1 là 15 ạ. Sù 100% chú anh chị. Cây nhìn thực tế ngoài rất là đẹp ạ. À, sù mà đế đẹp đó chú anh chị, hai bách đế nổi rất là đẹp nha. Cái này nói chung mình chơi được hai mặt tiền của chú anh chị, mặt nào cũng như mặt đó nha. Đây, mặt nào cũng đẹp đó chú anh chị. Cây ít có chơi được hai mặt lắm, cái này mình chơi được hai mặt tiền luôn chú anh chị. Em ôm cái cây sù cho cô chú anh chị tham khảo nha. Quá đẹp chú anh chị. Giờ rồi cây mai sù mã số 1 đầu tiên em xin mãn phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 45 triệu ạ. À, em bao ship cho cô chú anh chị là 300 cây số nha. Giờ rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2. À, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. À, dạ, cây mã số 2 là cây mai sù lùng lực bức măng của chú anh chị, nội đế cực khủng đó nha, hết sức nội đế của chú anh chị. Sù gần như 100% của chú anh chị, gần như 100% nha. Cốt cành là đóng rất đẹp ạ. À, cây cốt cành là đóng tứ diện luôn, đầu đế rất là đẹp luôn của chú anh chị.
xù mà đế đẹp nha, hai bếp đế nở rất đẹp luôn. Cái này mình chơi được bốn mặt tiền không chú anh chị, mặt nào cũng đẹp như nhau nha. Cây xù mà xù từ dưới rễ xù lên luôn chú anh chị, đế để bắt công nhau chú anh chị, đế chân bonsai không à. Rồi em cho chân cái thông số em ơi. Dạ chiều cao 55 à. Đường kính bầu là 80. Đường kính bầu 80. 80 nhân cho 3, nồi đế là tương đương là 240 chú anh chị. 240 nha. Vị trí này là 56. Rồi em giữ thức dây cho anh đi. Đây, 56 hoành chú anh chị, tính 55 hoành nữa chú anh chị. Giờ em đo thêm khớp sắt chi số 1 anh đi. Cái ngoài rất là nâng cây của chú anh chị. Vị trí này 55. 55 hoành chú anh chị, thời sát chơi chi số 1 nha. Đo nửa cây luôn chú anh chị. Em đo hảo cốc cạnh em. Cốc chi này 14. Cốc chi là 14 ạ. Cốc chi này là 12. Cốc chi 12, to lực của chú anh chị. Để sổ xuống là 28. Để sổ xuống 28 ạ. Cây chỉ có hai mặt cắt của chú anh chị, không đáng kể nha. Đây. Nói chung mình chơi bonsai thì chấp nhận mấy mặt cắt của chú anh chị, hai mặt cắt nha. Đây, nó cuốn mép rất là mạnh của chú anh chị. Cái này khoảng hai ngón tay em nha. Đây, nó kéo chỉ nè, nó cuốn gần clip rồi. Cây ngoài ra là bao cho chú gì thì cây sạch sẽ nha, không bọng không bể nha. Nguyên cây lùng lực bức măng luôn. Hàng đáng cho chú chịu sưu tầm ạ. Cây ngoài rất là nâng cây của chú anh chị, 55 hoành, cái xác ngoài rất là to nha. Chú chị nhìn sát ngoài giống như là 60 mấy hoành chú anh chị. Bát đế nở rất đẹp ạ. Đây. Cây này nói chung mình chơi được bốn mặt tiền thôi chú anh chị. Mặt nào cũng như đẹp chơi nha. Cây có duyên của chú chị nhìn mặt nào cũng rất là đẹp ạ. Em ôm cái sổ nè. Ôm lên cho nó cái cây luôn. Đây chú chị nhìn nha. Thì mẫu ôm nha, cây ngoài rất là bự, rất là to. Vậy rồi, cây mai sụt mã số 2 em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 35 triệu, em bao ship cho cô chú chị 300 cái số nha. Vậy rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Vậy rồi, tiếp tục vào cây mã số 3. Vậy cái mã số 3 là cây mai sù quái của chú chị, cây này cũng sù 100% nha. Cốt cạnh là cốt cạnh kiến cổ luôn. Quái ở trên nó đóng nguyên cục sù giống như nguyên cái tổ ong của chú anh chị. Sù 100% nha. Nó sức đế rồi, đế quá đẹp của chú anh chị. Đây của chú anh chị nhìn nó sù nè. Dạng cháy luôn. Sù từ gốc tới ngọn nha. Sù mà không còn chỗ để sù luôn. Cây ngoài rất đẹp rất phê của chú anh chị. Cây này em cũng mua của chỗ vườn, người ta cũng nuôi mấy cốt cảnh rất là to chú anh chị. Đấy, mặt nào như mặt đó nha. Em để nét rồi cho chú chị xem nha. Nó hơi cháy nắng rồi chú chị thông cảm em nha. Đấy, sù mà không chọn chỗ để sù luôn, sù dặn cháy luôn. Cốt cảnh này của chú anh chị nhìn nè, nó em bấu vô của chú anh chị nhìn vô một cốt cảnh rất là to lực nha. Cây là sạch sẽ, bao chúng chị là không có thẹo dít gì hết trơn nha. Mấy cái sẹo hồi xưa mất cái thẹo này nó liền hết trơn chúng chị, liền hết trơn nha. Rồi em cho xin đăng ký thông số em ơi. Cây rất đẹp chúng chị, rất là quái nha. Hàng đáng cho cô chú chị sưu tầm ạ. Đây là 59. Hoành 59 chú anh chị. Em đo xích này đi. Cái này hơi sợi dây nha. Em đo sát chân đế không có tính hoành của chú anh chị, không có tính hoành nha. Vị trí này 57. Đây, 57 nữa. 57 hoành là hoành chuẩn nha. Hoành chuẩn. Em để dây đi em. Đây, chuẩn hoành căn thước thôi chú anh chị, căn thước nha. Hồi nãy là áp đế là 59 nha. Em đo hoành chuẩn là 57 hoành nè. Em đo thêm một khớp trên này cho chú anh chị. Sát chi số 1 nè. Coi cái độ nâng cây đi em. Wow, đây nè. Em đo đây cho anh đi. Vị trí này 55. 55 hoành chú anh chị.
rồi. Cái em đâu có chiều cao với đường kính bầu em? Đường kính bầu là 78. Đường kính bầu 78. 78 nhân cho 3, nội đế là tương đương là 250 rồi chú anh chị, 250 nha. Chiều cao 1m3. Dạ chiều cao 1m3 là em đo thủ của chú anh chị nha. Cúc chi số 1 là 14. Cúc chi số 1 14. Chi số 2 cũng 14. 14 à. Nói chung là đều nha của chú anh chị. 14, 15, 12, 11 đủ hết trơn nha. Cây rất là đẹp à. Em phái nhất là cây nguyên cái cục sù á chú anh chị. Sù tổ ong nha, đóng nguyên cục sù rất là to của chú anh chị. Em ôm cái mai cho em. Ôm cái mai luôn. Đó của chú anh chị hình dung nha. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị, rất nâng cây nha. Cái xác ngoài rất là to chú anh chị. Sù mà đế đẹp nha. Sù mà dưới rễ nó sù luôn của chú anh chị. Nhìn nè, nước sù quá đẹp luôn. Nói chung là hôm nay là lên 4 cây nào cũng đẹp chú cô chú anh chị. Đây chú anh chị nhìn nè. Nguyên khúc sù ở trên nè, quá đẹp luôn của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Hàng đáng cho chú anh chị sưu tầm nha. Sù mà không còn chỗ để sù luôn. Sù vàng cháy vàng tươi luôn. Cái này về của chú anh chị phối với cái chậu quýt và cây lên tiền nha. Sát ngoài rất là to của chú anh chị, rất là lớn nha. Vậy rồi cây mai sù mã số 3 em xin mong phép giao lưu cùng chú anh chị giá 55 triệu ạ. À. Em bao ship cho chú anh chị là 300 cây số luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. À. Vậy cây mã số 4 là cây mai sù 100%. Cây có một cành phóng rất đẹp chú anh chị. Cành phóng cành bay rất đẹp nha. Cây này mình cũng có đường mình chơi cây trực luôn của chú anh chị. Mình cắt cành bay bỏ nha. Tại cành bay em thấy còn rất là duyên dáng à. Đó. Cây em chim cái bầu lên nó hơi nghiêng để mình chơi cái cành bay đó. Đó. Cô chú anh chị trong nghề mình biết nha. Mình nhìn mình biết chơi cây trực nè. Đó. Đó. Mình dựng đứng cây lợi xíu đó nha. Đó mình chơi cây trực rất là đẹp đó. Em thì em thương cái cành bay cành phóng rất là đẹp. Sù 100% luôn. Đây, sù mà không còn chỗ để sù nha. Sù mà bắt đế nở giờ rất là đẹp chú anh chị. Sù này sù tự nhiên nha, sù 100%. Thường cành phóng cành bay rất đẹp chú anh chị. Cái này mình có thể mình chơi cành bay mình nghiêng xuống nữa nha. Em chỉ chim có 3 phân nè. Mình nghiêng thẳng một tấc nữa là cây rất đẹp luôn. Sù không còn chỗ để sù luôn. Đây của chú anh chị nhìn nè, mặt nào như mặt đó nha. Đó, mặt hậu nè của chú anh chị nè. Đó, ăn tiện mặt hậu có nó có cành phong của chú anh chị. Đó, có cành phong và điểm lên đây nha. Một cây bay thì gấp hai cây trực. Đó, em thì em phái cây bay cây đổ. Một cây đổ hay bằng một gỗ của cây chật luôn. Quá đẹp chú chị ơi. Sát ngoài rất to chú chị, rất là lớn nha. Rồi, em tiến hành em cho anh cái thông số em. Cây ngoài khủng lắm luôn chú chị, khủng lắm nha. Em để lại bích xe năng luôn chú chị, nhìn nè. Đường kính bầu 90 à, 90 nội đế là tương đương 270 à. Dưới đây là 71. Đây. Áp đế là 71 hoành được chú anh chị. Đây, nằm trên cấu rễ nha. Đó. Nằm trên cấu rễ ạ. Rồi em bỏ lên đo nha. Bỏ lên một tấc nha em. Đây. Đây vị trí là 65. 65 hoành được chú anh chị. 65 hoành nha. Em đo thêm một khớp cho nè. Nửa cây đi. Vị trí này là 62. 62 hoành thì đo nửa cây à. Em đo thêm một khớp bên đây tuốt này cho cô chú anh chị tham khảo đi. Coi cái cây nó nằm. Vị trí này là 64. 64 hoành rồi chú anh chị.
từng khớp nha, em đo nhiều khớp cho chú chị hình dung cho cây nó năng nha. 83 dài là 80 à, cái cốt bay như em đo cốt bay lên em ơi. Cốt chi bay là 30 à, quá đẹp chú chị ơi. Mấy cốt cành là to lực nha, chú chị hình dung nha, cốt cành là cỡ 27-28 rồi chú anh chị, cái ngọn còn khoảng 9-10 nha, cây rất là đẹp luôn. Cây này chỉ có một vết thẹo hồi xưa thời gian của chú anh chị, đây em quay cho chú anh chị xem nha, vết thẹo thời gian nó khoảng hai ngón tay em chú anh chị đó, hai ngón tay nha. Ngoài ra là cây sạch sẽ của chú anh chị, ngoài ra là cây sạch sẽ luôn. Dán bài thì phải có chân chịu chân chổi đầy đủ của chú anh chị, đúng thế cây bài luôn của chú anh chị. Cây này nghiêng xuống khoảng một tấc nữa, cây rất đẹp luôn, cây bự quá em làm mình không nổi rồi chú anh chị. Cây này rất là duyên dáng của chú anh chị, cô chú anh chị thích cây trực thì mình cắt cái cành phóng cành bay bỏ nha, nó mình dựng cây lại bình thường nha. Đó. Em ôm cây mai lại em, sát này rất là to chú anh chị, hoành 70 nha, cành phóng cành bay rất là đẹp luôn, hàng đáng cho cô chú anh chị sưu tầm à. Dạ rồi, cây mai sù dáng bay mã số 4 em xin mạng phép vô luôn cùng với chú anh chị giá 75 triệu ạ. Em bao ship cho chú anh chị là 300 số luôn nha. Trong hình trong mưa giáo cô chú anh chị thấy chỗ nào không có rõ nét thì kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại 0919 755 533, em tên Út nha, em gửi hình chi tiết cụ thể cho chú anh chị luôn ạ. Dạ rồi, cây mai sù mã số 4 cũng là cây cu clip ạ. Dạ cu clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú chị ạ. Được rồi, em xin chào quý cô chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Em chào ạ.